Xin chào, lại là anh bạn thân của các bạn đây. Và ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái món gọi là sò điệp sốt táo hạt mắc. Công thức này thì mình mới học từ bếp trưởng Hoàng. Và bếp trưởng Hoàng có nói là cái món này rất là dễ. Không những là dễ làm mà nó còn dễ gây ấn tượng với người khác nữa. Tuy nhiên khi mà ăn những cái nhà hàng fine dining đắt tiền á, thì cái phần nó hơi bé, cái đĩa nó to như thế này này. Xong rồi cái phần ăn nó một chút xíu ở giữa. Dù mình rất là thích cái món sò điệp sốt bơ này, tuy nhiên mỗi lần ăn nó không có đã. Cho nên là mình đã về nhà và mình tìm cách và mình đã thành công với cái món này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cái công thức đối với các bạn. Nguyên liệu của món này cực kỳ đơn giản luôn, không có gì cầu kỳ hết. Mình sẽ có một trái táo, một quả chanh, một ít hạt mắc ca, rau ngò và một nhánh húng tây tươi. Thành phần chính ngày hôm nay là 200g sò điệp tươi loại lớn. Mình thích sò điệp lớn như vậy ăn nó mới đã. Bên cạnh đó là dầu ô liu, một ít muối, một ít bơ lạc và khoảng 3 muỗng cà phê đường. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm sốt táo và hạt mắc ca. Đương nhiên sốt táo thì phải có trái táo rồi. Mình có một trái táo xanh ở đây và mình sẽ cắt trái táo này. Mình thì mình thích ăn cả vỏ táo. Nếu các bạn mà không thích thì các bạn có thể gọt vỏ táo đi. Một chút nữa mình sẽ sử dụng máy xay để xay cái táo này ra. Cho nên là cái vỏ táo nó cũng không gây khó chịu đến như vậy. Bếp trưởng Hoàng rất là tin tưởng mình trong cái việc cắt trái cây. Cho nên là bếp trưởng không thèm nhìn. Đối với cái sốt táo này đó thì mình sẽ không sử dụng dầu ăn mà mình sẽ sử dụng nước. Khi mà chảo đã nóng á, thì mình sẽ cho táo vào. Một chút xíu muối. Một chút xíu đó nha. Nước táo ép. 2 muỗng cà phê đường. Một lát bơ mỏng. Bản thân quả táo ở bên trong nó cũng có đường, cho nên cái hỗn hợp này nó sẽ hơi kẹo kẹo lại một chút xíu. Khi mà bạn thấy táo nó có vẻ hơi có màu vàng một chút xíu là các bạn có thể tắt bếp rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho toàn bộ cái sốt táo này vào bên trong cái cối xay. Cái sốt này nó có sẵn cái vị chua của táo và cái đường nó sẽ làm bớt đi cái vị chua đó và cũng tạo ra một cái sự gọi là hơi caramel bên trong. Mình sẽ bổ sung thêm cho nó một chút xíu cái vị ngậy ngậy của hạt mắc ca. Hoặc là các bạn có thể sử dụng bất cứ cái loại hạt nào các bạn có ở nhà, ví dụ như là hạt ốc chó hay là đậu phộng. Ở đây thì mình có sẵn hạt mắc ca đã tách vỏ và mình sẽ cho vào đây. Cái hạt mắc ca mà chưa tách vỏ này mình để chơi cho vui thôi chứ cũng không để làm gì hết. Bây giờ thì mình sẽ xay cái hỗn hợp táo và hạt mắc ca này ra nha. Mình cho vào máy xay và mình sẽ xay ở cái chế độ nhuyễn nhất có thể. Khá là nhuyễn ha. Nếu mà các bạn xay lần đầu tiên mà nó vẫn còn hơi lợn cợn thì các bạn xay thêm lần thứ hai. Vậy là mình đã chuẩn bị xong cái phần nguyên liệu là cái sốt táo ở đây. Mình sẽ bỏ nó qua một bên cho bớt nóng và mình sẽ xoay qua cái nguyên liệu chính của ngày hôm nay. Đó chính là sò điệp. Mình có mang cái giường ở đây cho bếp trưởng Hoàng nằm. Tại vì bếp trưởng nói là hôm nay bếp trưởng hơi mệt trong người, cho nên bếp trưởng muốn vừa nằm vừa nấu ăn. Cho nên là đây, bếp trưởng Hoàng đang rất thoải mái trong cái giường của mình. Và tụi mình sẽ tiếp tục nha. Đối với cái sò điệp này thì sò điệp tươi là tốt nhất. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ có sò điệp gọi là đông lạnh thôi. Nhưng mà cái chất lượng của nó rất là cao. Size, cái kích cỡ của cái sò điệp này cũng khá là lớn. Chế biến sò điệp thật ra rất là dễ dàng. Và thật sự là nó cũng cần phải dễ dàng như vậy. Tại vì sò điệp bản thân nó đã ngon rồi. Cho nên là các bạn phải đơn giản hóa cái việc mà chế biến nó đi để giữ lại cái vị ngon của nó. Đối với cái sò điệp này thì một cái miếng nó khá là lớn. Cho nên mình sẽ cắt đôi nó ra theo cái chiều ngang như thế này. Nó cũng sẽ dễ chín hơn và nó không bị sống ở giữa. Các bạn nên để ý để cái miếng sò điệp nó được đều chứ nó không bị một miếng dày quá hay là một miếng mỏng quá. Mình là một người cực kỳ mê ăn sò điệp luôn. Tại vì thật sự nó rất ngon mà. Đó, vậy là mình đã cắt xong 4 miếng sò điệp. Bây giờ thì nó đã sẵn sàng để được đưa lên chảo nha. Bây giờ mình sẽ cho dầu ô liu nè.
Nếu các bạn không thích dầu ô liu thì có thể sử dụng dầu anh như bình thường. Khi mà đập sò điệp vào chảo á, mình sẽ đập theo cái chiều kim đồng hồ. Miếng đầu tiên á, mình đập ở 12 giờ, sau đấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giờ gì đó. Thì nó sẽ theo một vòng tròn như thế này. Mình làm như vậy á, để đến khi mà mình lật á, mình sẽ lật cái miếng 12 giờ trước, sau đấy là lật sang bên này như thế này. Thì tất cả những cái miếng này sẽ có cái thời gian đều nhau ở trên chảo. Mình sẽ cho thêm một ít lá xạ hương vào nè. Tiếp theo đó là một lát bơ. Sò điệp không cần để chín quá, cho nên là chỉ cần cái mặt nó hơi vàng một tí xíu là các bạn lọc được rồi nha. Cho một lát chanh vào giữa cho nó thơm. Bây giờ thì mình sẽ lại lọc theo cái chiều kim đồng hồ thôi. Đó, màu vàng rất là đẹp. Các bạn nhớ để ý đừng có để cái miếng sò điệp của mình bị bể nha. Rất là đẹp rồi đó. Bây giờ mình chỉ để thêm một chút xíu nữa là mình có thể lấy xuống rồi. Sò điệp của mình đã chín. Bây giờ là đến phần trang trí, mình sẽ cắt một miếng táo. Mình khoét cái ở giữa đi. Mình sẽ để vào giữa cái đĩa. Sau đó mình lấy một ít sốt táo, mình cho vào giữa. Đắp lên miếng táo. Hai lát chanh hai bên. Tiếp tục là sốt táo ở xung quanh. A few moments later. Sau khi xếp xong thì mình sẽ sử dụng rau thơm. Các bạn có thể sử dụng bất cứ loại rau nào các bạn thích. Ở đây thì mình sử dụng ngò rí hay còn gọi là rau mùi á. Xong, vậy là món sò điệp của mình đã hoàn thành. Bây giờ thì mình đã có một thực khách khách mời ở đây, một thực khách rất quen thuộc, đó là cô vợ của mình. Và bếp trưởng Hoàng thì cũng đã tỉnh rồi, bếp trưởng Hoàng có vẻ bớt buồn ngủ hơn. Trưa nay thì mình mới cho bếp trưởng Hoàng ăn, cho nên là bếp trưởng có vẻ không hào hứng lắm. Đó, tuy nhiên là xin mời vợ mình ăn thử đi. Con Huy có vẻ thèm kìa. Em thích cái vị hơi chua chua. Nhưng mà hơi thiếu chua. Ồ, vẫn còn muốn chua nữa hả? Nếu mà là em lựa chọn thì em sẽ thay táo bằng chanh. Và em có thấy vị maca trong đấy không? Có. Ngon không? Khá dị. Không phải đâu, tại vì trái maca lúc đầu là nó không có trong công thức. Anh bỏ vô để treo em đấy. Hoàng ơi, anh không? Cho Hoàng anh thử xem nào. Từ. Các bạn ơi, hôm nay bếp trưởng Hoàng không duyệt món này. Bị ế rồi. Không phải đâu, tại vì không đúng công thức. Tại vì trong này có hạt mắc ca. Nhưng mà cái sò này rất là ngon. Ngon đúng chắc, không? Chắc thịt. Không có vị bự. 8 điểm. Wow. Nếu là sốt bơ chanh thì 10 điểm. Sốt bơ chanh thì làm hoài rồi. Lâu lâu phải đổi vị chút xíu. Cảm ơn vợ đã cho 8 điểm. Cảm ơn chồng. Cảm ơn Hoàng đã không cho điểm nào. Tại vì không thèm ăn. Đó, hôm nay nó buồn ngủ các bạn ạ. Thôi bye bye. Vậy là món sò điệp sốt táo của mình đã được vợ mình duyệt. Và Hoàng thì không thèm duyệt, tại vì Hoàng đã no rồi và Hoàng cũng đang rất buồn ngủ. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái món này nó sẽ đạt điểm khá cao nếu mà bạn làm cho một người nào đó trong gia đình bạn ăn thử. Tại vì nó khá là dễ làm và cơ bản là sò điệp nó cũng khá là ngon rồi. Cho nên là các bạn có thể biến tấu cái sốt lại một chút xíu. Nếu các bạn không thích táo thì các bạn có thể sử dụng bơ chanh giống như là cái
video cá hồi sốt bơ chanh mà mình từng làm á, cái sốt đấy rất là đi với sò điệp luôn. Còn đây thì mình muốn thử một cái công thức mới bao gồm táo và hạt mắc ca. Thật ra là lúc đầu chỉ cần có táo thôi là đủ rồi, tuy nhiên mình bỏ một chút xíu mắc ca vô để nghịch thêm một chút xíu, biết đâu nó ngon, nhưng mà hình như là không ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ này và mình hy vọng là bạn sẽ thành công trong cái lần thử đầu tiên. Và nếu bạn có làm thử thì nhớ gửi hình cho mình xem ở trên Instagram chị Nguyễn 2806 nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.